thật khó quá. Ủa, cái gì thế kia? À, đảo dungmori.com. Giờ là mấy giờ? Mấy giờ? Thông được một cái gì nói như thế nào? Ở đây mới phải là khóa online. Tuyệt vời. Giá rẻ quá. Các bạn để ý, ở bên Nhật thì bắt đầu một tuần mới thì người ta sẽ gì nhỉ? Quy định bằng ngày chủ nhật. Nếu mà hôm nay ngày chủ nhật người ta bảo là thứ hai tuần sau tức là gì nhỉ? Hết một tuần này này vào một tuần xong đến thứ hai thì vào thứ hai tuần sau. Được chưa? Nên là người ta sẽ bắt đầu một tuần mới bằng chủ nhật, nhưng mà không phải là đi làm nữa, chủ nhật thì vẫn được nghỉ. Được chưa? Tuy nhiên người ta sẽ tính chủ nhật là một ngày đầu tuần. Nên là chúng ta sẽ nói Nichiyobi desu. Kêu là Nichiyobi desu. Đúng không? Thứ hai tuần sau tức là thứ hai tuần sau cơ. Được chưa nào? Được chưa? Chứ không phải là ngày thứ hai, ngay ngày mai, mà tiếp tục hết một tuần nữa cơ. Được chưa nhỉ? Ok. Và chúng ta sẽ đọc chủ nhật trước, các bạn đọc của mình là Nichiyobi. Ok. Thứ hai Getchiyobi. Thứ ba Kayobi. Thứ tư Suiyobi. Thứ năm Mokuyobi. Thứ sáu Kinyobi. Thứ bảy Doyobi. Được chưa nào? Doyobi. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Được chưa nào? Vậy thì làm thế nào để nhớ được cái này? Rất đơn giản thôi, mình có một bài hát như thế này. Ok, các bạn cùng hát với mình đúng không? Sau này nhảy đi nhảy lại trong vòng 5-7 phút là chúng ta có thể thuộc được rồi. Ok, ví dụ chúng ta bắt đầu từ những từ này như thế này nhá. Ok, đây, được chưa? Nichi. Nichi là chủ nhật. Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Đọc dễ không? Bạn đọc của mình à? Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Khi mà các bạn trong đầu các bạn lẻ lên số nhé. Nichi chủ nhật. Nichi hay get chữ số 2 đúng không? Ka là số 3, Sui là số 4, Mok là số 5, Kin là số 6, Do là thứ 7. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Mok Kin Do. Nichi Getsu Ka Sui 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 Mok Kin Do. Hát của mình lại một lần nữa nhá. Được chưa? Hát dần dần nó nhanh lên, nhớ chưa? Được chưa? Hát lần cuối cùng này sẽ nhanh vào, thế là nhớ chưa? Xong các bạn có thể phao xe và luyện tập lại liên tục. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. 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 Được chưa nào? Nhanh đúng không? Dần dần chúng ta sẽ theo được. Ví dụ chúng ta học số đếm nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta sẽ nói được cái gì thôi? Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Nichi Getsu Ka Sui Mok Kin Do. Được chưa nào? Hay rất là đơn giản. Nichiyobi đúng không? Nichiyobi, Kayobi, Suiyobi nhé. Sau này nếu mà chúng ta học lên cao á, nhớ chưa? Thì người ta là ví dụ tôi đi học thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì người ta sẽ nói là Getsui Kin nhé, Getsui Kin nhé. Hay là chúng ta đi học thứ ba, thứ năm, thứ bảy Kamoku Do, người ta sẽ nói thế. Kamoku Do, à 357. Như giống như tiếng Việt chúng ta sẽ nói là 357. Em đi học ở New Uni 357. Hay Kamoku Kin, Kamoku Do desu. Thế nào? Hay